thể tất cả bác. Hôm nay cơ sở cuôn chậu cảnh Thiên An bên em xin giới thiệu đến tất cả các bác 5 mẫu cuôn chậu lục giác đứng bán chạy nhất bên cơ sở trong năm vừa qua. Với các kích cỡ từ nhỏ cho đến lớn gồm lục giác 30, 38, 45, 60 và 70. Đấy, các bác có thể nhìn trên video. Đấy, gồm có 5 mẫu lục giác đứng cộng chân tỉ bán chạy nhất bên cơ sở bên em trong năm vừa qua. Và đầu tiên em xin giới thiệu đến tất cả các bác mẫu cuôn nhỏ nhất là mẫu lục giác 30 cộng chân kỷ. Đấy, và sau đây em xin phép được đo các thông số cho các bác để bác nắm được nhé. Về cái mẫu lục giác 30 này thì nó sẽ có các kích thước như sau. Và miệng rộng miệng của chậu nó sẽ là phủ bì khoảng tầm 30 cm, rộng miệng phủ bì 30 cm, và lọt lòng của nó thì sẽ được khoảng tầm 25, lọt lòng 25. Đấy. Và chiều cao của chậu sẽ được khoảng tầm 22 cm các bác nhé. Chiều cao của chậu là 22. Chiều cao của chân kỷ, chiều cao của chân kỷ là được khoảng tầm 13 cm. Đấy, cả chậu cả chân nó sẽ được khoảng tầm 30-35. Cả chậu cả chân được khoảng tầm 35 cm. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đây, em có thể giới thiệu thêm cho các bác về cái mẫu khuôn bên em đi ạ. Đấy, khuôn nhựa đều rất là dày dặn và chắc chắn, rất dày dặn và chắc chắn. Đấy, cả khuôn chậu và khuôn chân. Họa tiết của cái 30 này nó sẽ là mẫu 6 mặt bông hoa các bác nhá, 6 mặt hoa. Và tiếp theo đến một mẫu nữa lớn hơn một chút là mẫu lục giác 38, lục giác 38. Đường kính miệng rộng phủ bì của nó là 38 cm, miệng rộng phủ bì là 38 cm. Lọt lòng của nó là sẽ được khoảng tầm 33 cm các bác nhé. Và chiều cao của chậu sẽ được khoảng tầm 28 cm, chậu là 28. Và chiều cao của chân là sẽ khoảng tầm 16. Đấy. Cả chậu cả chân là sẽ được khoảng tầm 44 cm các bác nhé. Họa tiết của cái khuôn lục giác 38 này thì gồm có 3 mặt hoa sen cộng chữ phúc lộc thọ sen kẽ. Hoặc các bác có thể chọn là 6 mặt hoa hoặc là 6 mặt chữ phúc lộc thọ đều được các bác nhé. Đấy. Còn về khuôn của nó thì là cái mẫu này là mẫu mới. Khuôn mẫu mới này, các bác có thể thấy nó rất là dày. Rất là dày ạ. Hàng này là hàng Việt Nam ạ. Hàng Việt Nam. Đấy. Về chất lượng của hàng Việt Nam trong thời gian gần đây thì thực sự là rất là tốt rồi. Bên Việt Nam là riêng về cái chất lượng nhựa là gần như là cho về chất lượng nhựa so với hàng Trung Quốc là cũng phải hơn khoảng tầm 30-40% chất lượng nhựa. Khuôn nó rất là dày và chắc chắn. Lòng trong là lòng trong mới cải tiến, gồm có 3 mảnh. Đấy. Những lòng trong này các bác chỉ tháo giáp lắp một lần duy nhất thôi. Lắp một lần duy nhất thôi. Và sau khi mình đúc khuôn chậu thì mình sẽ tháo cả khối ra, chứ mình không cần phải tháo mảnh từng mảnh ra. Đấy. Tiếp theo nữa là đến bộ lục giác 45 phủ bì. Họa tiết cũng tương tự như lục giác 38 là có mặt hoa sen, sen kẽ chữ phúc lộc thọ, 3 mặt hoa sen, sen kẽ chữ phúc lộc thọ, hoặc 6 mặt hoa sen và 6 mặt chữ phúc lộc thọ. Đường kính miệng phủ bì của chậu 45 này thì cũng là phủ bì 45 cm, miệng rộng phủ bì 45 cm, và lọt lòng của nó thì sẽ được khoảng tầm 40, lọt lòng chậu là 40. Và chiều cao của chậu là 35, chiều cao của chân là 20, cả chậu cả chân là sẽ cao được khoảng tầm 55 cm các bác nhé. Cả chậu cả chân là được 55 cm. Chất lượng khuôn cũng tương tự như mẫu lục giác 38. Đây, cũng rất là dày dặn, chắc chắn và cũng là mẫu mới trong năm 2021 bên em. Đều đã được bổ sung cái lượng nhựa nhiều hơn, nặng hơn. Đấy. Mặc dù cái thời điểm hiện tại là giá như hạt nhựa là tăng rất là cao và chi phí cơ sở bên em nhập về là cũng tăng lên rất là nhiều. Nhưng bên cơ sở bên em sẽ vẫn cam kết là bán đúng giá cho các bác như giá của năm ngoái. Đấy. Và không tăng giá. Mặc dù giá của nhà máy đã tăng lên rất là nhiều. Đấy. Bộ chậu nó cũng rất là nặng. Đấy.
giá nhà máy tăng nhiều nhưng mà cơ sở không tăng giá, vẫn giữ nguyên để bán cho các bác. Tiếp theo một mẫu lớn hơn một chút nữa là lục giác 60 củ bì. Lục giác 60 củ bì. Đường kính miệng vẫn là miệng rộng củ bì 60. Lọt lòng là 53. Lọt lòng là 53. Đấy. Thành của chậu nó sẽ được khoảng tầm 3 phân hơn. Khoảng tầm 3 phân. 3 phân hơn một chút. Đấy. Rất là chắc chắn. Một chậu đúc ra rất là chắc chắn. Hoa tiết của 60 này cũng có các họa tiết là hoa sen cộng chữ phúc lộc, họ sen kẽ. Đấy, cũng tương tự như mẫu 45 thôi. Nó chỉ khác một chút về kích cỡ. Chậu thì sau khi hoàn thành nó sẽ là được khoảng tầm cao khoảng tầm 42 cm. Đấy. Và chiều cao của chân nó sẽ khoảng tầm 25. Cả chậu cả chân nó sẽ khoảng tầm 67 cm các bác nhá. 67 68. Đây, tặng khuôn này để cấu tạo khuôn này. Rất là dày các bác nhé. Khuôn mình em rất là dày. Và cuối cùng là mẫu lục giác 70 củ bì. 70 củ bì. Miệng rộng củ bì 70. Họa tiết của cái mẫu khuôn này nó sẽ là cúc trúc mai. Cho các bác chọn xem kẽ. Các bác có thể lấy 3 mặt xen kẽ với nhau, mặt cúc, mặt trúc, mặt mai. Đấy, xen kẽ với nhau. Và khuôn này có miệng rộng củ bì 70 và lọt lòng của nó cơ sở bên em đo thì nó sẽ được khoảng tầm 61. Đấy, khoảng tầm 61 các bác nhé. Đấy thì tính ra cái thành chậu của nó sẽ dài khoảng tầm 4 phân rưỡi. Khoảng tầm 4 phân rưỡi. Những cái chậu to này ấy thì nhà máy họ cũng đã thiết kế để cho cái thành chậu nó cũng không quá mỏng. Bởi vì mỏng quá thì sẽ không đỡ được cái chậu. Đấy, chậu to quá thì cái nặng, cái trọng lượng của chậu nó nặng. Mà nếu mà mỏng quá thì mình khi vận chuyển bê biết là nó rất dễ bị vỡ. Nên là nhà máy nó có tăng cái kích thước miệng to hơn một chút so với cái 60. Chiều cao của lục giác 70 này nó sẽ cao được khoảng tầm 52 các bác nhé. Chân của nó là cao là bằng chân 60 là cao khoảng 25. Đấy. Cả chậu cả chân sẽ cao được khoảng tầm 77 cm. Và đây là kết cấu của khuôn chậu lục giác 70. Đấy, các bác có thể nhìn dung giúp em nhé. Đấy, trong của chậu gồm có 6 mảnh và một tấm đáy ghép lại. Cũng tương tự như vỏ ngoài gồm 6 mảnh vỏ ngoài và một tấm đáy. Cái lòng trong của cái mẫu này thì cũng chỉ cần ghép một lần duy nhất thôi. Đấy. Về cái mẫu lòng trong của cách lấy lòng trong của tất cả các mẫu sản phẩm khuôn như ABS thì hiện tại đã có rất nhiều phương pháp rồi. Và phương pháp duy nhất là mình sử dụng bình nén khí để mình dùng khí nén mình đẩy lên là lòng trong nó sẽ tự lên thôi. Cái vấn đề này nó không còn là vấn đề khó nữa rồi. Và em xin phép không trình bày thêm về cái vấn đề này nữa. Đấy. Và sau đây là tổng hợp 5 bộ khuôn lục giác đứng cộng chân kỷ bán chạy nhất tại cơ sở bên em trong thời gian vừa qua. Đấy. Các bác có nhu cầu mua khuôn chậu thì xin liên hệ với cơ sở theo số hotline được để dưới màn hình. Sau đây bên em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.